con ông cháu cha, nên muốn xin những cái ghế bổng lộc để cai trị bên tả bên hữu với thầy trong vinh quang của thầy. Một con đường đi ngược hoàn toàn với tâm tư và sứ điệp của thầy Giêsu. Chúng ta thấy các môn đệ khác cũng vậy, luôn tranh luận với nhau xem ai hơn ai, thậm chí là sẵn sàng dùng bạo lực để hủy diệt những ai không thuộc phe nhóm của mình. Các ông lại một lần nữa quên lời của thầy Giêsu dạy về sự tự hủy với hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, trước hết là chết đi và sau đó mới sinh hoạt kết trái. Các ông cũng đã quên rằng Chúa Giêsu đến trần gian là để cứu rỗi, cứu sống và ban cho người ta sống sự sống dồi dào với con đường hẹp thật giá, chứ không phải là sát hại, giết chóc. Lấy cơ hội có người muốn đi theo người, Chúa Giêsu dùng bài học con đường tự hủy của thập giá để dạy các môn đệ. Người nói, con trồn có hang, con chim có tổ, con người không có nơi tựa đậu. Người cho các môn đệ biết họ sẽ không thấy người ngự trên ngai và họ